tôi bắt đầu rơi nước mắt. Thứ nhất, bởi vì cái vai diễn cái vai diễn nó làm cho chúng tôi cảm động. Nhưng có một điều nữa mà chúng tôi rất là cảm động, đó là tất cả quý vị khán giả đã đến với chúng tôi trong cái đêm diễn cuối cùng của một cái mùa diễn Tết năm 2024. Một đêm diễn mà phải nói là chứa đựng rất nhiều tình cảm của anh em diễn viên chúng tôi. Suốt một mùa Tết, chúng tôi diễn từ mùng 1 tới mùng 9 liên tục. Và chúng tôi không biết ăn Tết là gì, không biết nhà cửa như thế nào, và cũng không đi thăm bà con, không thăm họ hàng gì cả. Anh em nghệ sĩ đã dành hết thời gian của Tết để ở sân khấu này diễn một, có khi ngày một suất, có khi hai suất, để dành cho tất cả quý vị khán giả những tác phẩm mà mong rằng mùa Tết này có thể đem lại cho quý vị những niềm vui, đem lại cho quý vị nhiều cảm xúc. Và phải nói là những giọt nước mắt này, đó là những giọt nước mắt cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dành cho chúng tôi những cái tình cảm đặc biệt như vậy. Một lần nữa, xin đại diện cho sân khấu kịch Quốc Thảo và xin đại diện cho tất cả các nghệ sĩ gửi đến tất cả quý vị lời cảm ơn chân thành nhất của chúng tôi. Và mời Tâm có đôi lời chia sẻ với tất cả mọi người. Dạ, như anh Thảo cũng đã nói hết rồi thì bên Tâm cũng rất là biết ơn quý khán giả, tất cả quý khán giả từ 1 tới 19 tính hôm nay là xuất hiện cuối cùng. Dạ, quý khán giả đã dành thời gian quý báu của mình, công sức của mình và cả tiền bạc của mình để đến ủng hộ sân khấu của chúng tôi. Chúng tôi quý vị đến với sân khấu này thì có những bạn trẻ cũng rất là nhiệt tình để tham gia chương trình này. Liên trời ơi, mình khóc giống đi con nói chuyện với khán giả chút xíu nha. Thì là nói đầu tiên cho em con giữ mọi người chút sức khỏe, mọi người trân trọng nhất rồi. Thì đây là cái mùa Tết đầu tiên mà con bỏ nhà bỏ cửa bỏ ngoại con luôn còn con nữa để mà con ở lại Sài Gòn, để mà con được làm nghề đó. Giờ con ước trong lòng con biết sân khấu mà năm nay là một cái năm mà có thể là con thắng lớn rồi, con thắng với ảnh không con rồi, là con được đứng sân khấu, được diễn. Và khi mà con diễn là dưới có một người coi con, một người ủng hộ con, thì thật sự là con rất là biết ơn và con mong rằng là tương lai sắp tới sân khấu kịch Quốc Thảo sẽ ngày càng phát triển, ngày càng nhiều người biết đến. Và mong rằng mọi người sẽ ủng hộ hoài hoài để cho sân khấu được sáng đèn hoài. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau 9 mục thì thắng cảm ơn tổ nghề đã cho thắng một cơ duyên được ở trên sân khấu những ngày đầu xuân. Tại vì nhân đây thắng nhiều chuyện với việc câu chuyện là có một dịp Tết đó là thắng đi diễn ở nước ngoài, thì thắng lướt Facebook thì thấy bạn bè là đi đường đi chơi du lịch, thắng không ước rằng là thâu sang năm cũng đi diễn đâu để đi chơi. Và đến cuối có thiệt mọi người xong năm cái không có một show nào cả. Dạ, rồi xong mùa Tết lại mình đi sám hối á. Dạ, nên năm nay em làm đã được tổ nghệ chiến cố là được đứng trên sân khấu biểu diễn phục vụ quý vị khán giả. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn mọi người rất nhiều đã dành tình cảm cho sân khấu cũng như là cho anh Quý Thảo. Cảm ơn mọi người. Và hai người bạn diễn rất nhiệt tình của sân khấu đó là bạn Dương luôn. Giống nhau là rất là giống luôn đúng không? Dạ, lời nói đầu tiên cho con là Thùy Dương xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Đây là lần đầu tiên mà con được đóng chung với chị Liên. Mặc dù là không có chung một cảnh nào, chỉ là cảnh cuối thôi, nhưng mà tụi con giống như là chị em ở đâu ra chị nha. Thương lắm luôn, hồi nãy con có nghe ở dưới khán giả diễn cảnh nhắc ma, con nghe một cô nào đó, cô nói là không phải nhỏ này, nhỏ kia vậy, nhỏ kia đi vô trong hay gì rồi. Thì thật sự nghe là con nghe đó, con nghe đó, con rất là cảm ơn tình thương của quý vị khán giả. Và cá sống thì nhờ nước, cái đò em sống là nhờ tình thương của quý vị khán giả đó. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Dạ, chào mừng một lần nữa, chào mừng một lần nữa, đó là hoa hậu của sân khấu chúng tôi. Đó, hoa hậu ngày hôm nay có thể chia sẻ với tất cả mọi người một xíu nha. Ủa, chuyện cuối rồi con.
Dạ con là Hương My, con chào tất cả mọi người và quý vị khán giả. Dạ con cảm ơn mọi người đã dành tình thương cho sân khấu kịch Phước Thảo. Con hy vọng là những vở diễn sắp tới mọi người cũng luôn ủng hộ sân khấu, luôn dành thời gian cũng như là tiền bạc để đến mua vé sân khấu kịch ủng hộ sân khấu kịch Phước Thảo. Dạ con cảm ơn. Dạ con xin chào quý vị, còn đây là bà Vũ. Bà Vũ sao nói đi, tất cả mọi người chào con nó. Dạ, con xin được chào quý vị khán giả. Con là Trịnh Vĩnh Trí. Đây là cái vai mà con giả nữ khi con làm bà Vũ. Thì nó cũng áp lực với con lắm, tại bình thường con diễn vai nam, con diễn vai nữ. Thì con cũng xin cùng với các anh em ở đây xin được kính chúc cho quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng và thật nhiều sức khỏe. Dạ. Đây là bạn diễn viên trẻ Đại Phát. Dạ, xin chào mọi người, con là Đại Phát. Còn hiện tại là con đang là học viên ở sân khấu kịch Phước Thảo. Và khi con học ở đây thì con được thầy may mắn cho con cơ hội làm nghề. Cho ai con cảm may mắn lắm mới được. Cho con cảm ơn mọi người đã con diễn và mọi người ạ. Rồi, cảm ơn con. Tại vì đến cuối mình muốn mỗi bạn nói chút xíu cho khán giả biết. Mời em xem. Dạ, em là Nguyễn Phan. Em xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị yêu thương Anh Thảo, Nguyễn Phương Trúc Trâm, Nguyễn Phương Trúc Trâm ở đây với một ủng hộ của mình chính. Cảm ơn rất nhiều. Anh Tiên là để nó uống đi ha. Rồi, rồi bạn diễn viên trẻ. Dạ, con chào mọi người, thì con là Bá Phước. Thì bây giờ cũng hơn chục người nói, con cũng không biết nói gì ngoài là cảm ơn tất cả mọi người đã dành tình yêu thương cho sân khấu à. Rồi, bạn này là hình thể tốt không quý vị? Đúng không? Con tên là Thái Hương Nghiên. Con xin chào tất cả mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã đến theo coi sân khấu từ mùng 1 tới mùng 9. Mong là mọi người từ nay về sau vẫn tiếp tục theo dõi sân khấu vì sân khấu cũng mới chuyển về đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái tiết mục của con. Mời này cảm ơn con. Rồi. Con cảm ơn mọi người đã đến đây ủng hộ chúng con. Con chúc mọi người có một mùa xuân thật hạnh phúc. Con cảm ơn mọi người vì những tràng vỗ tay và những tiếng cười của mọi người dành tặng cho con. Dạ, chào mọi người, em là Quang Phúc Toàn. Và năm mới thì chúc mọi người cái gì cũng mới. Dạ, cảm ơn. Kỳ cựu của sân khấu Phúc Thảo. Hầu như là vai vở nào cũng có bạn ấy hết á. Dạ. Dạ con được mệnh danh là đứa con cưng của sân khấu. Tại vì con đi với thầy cũng được 8 năm rồi, từ khi sân khấu mới mở bên 81 trời Phúc Thảo cho tới trong ngày hôm nay là một cái mùa Tết mà sân khấu Phúc Thảo được dời về sân khấu mới, được coi như là tất cả các anh chị em cũng như là các bạn diễn viên được ra một cái sân khấu lớn, được gọi là một cái biển lớn. Mọi người tha hồ vùng vẫy và diễn trên một cái niềm tự hào của tất cả mọi người như vậy. Và từ mùng 1 đến mùng 9 thật sự rất là may mắn khi mà suất nào cũng có sự có mặt của tất cả quý vị khán giả đã yêu thương và ủng hộ cho sân khấu cũng như là ekip anh chị em diễn viên như vậy, rất là quý. Nhân đây con cũng xin chúc mọi người có một năm mới thì thiệt sự mọi người giàu dạ vậy thôi, dạ giàu có tiền là có hết. Dạ, rồi cảm ơn mọi người rất nhiều. Và một nhân vật rất là đặc biệt của sân khấu Phước Thảo nữa là đó là bạn Hồng Loan. Hồng Loan, em có thể chia sẻ với tất cả mọi người. Dạ, không có nói giờ thì anh chị em không nói hết trơn rồi. Đâu có nói trường, đâu có nói hết. Dạ, giờ con biết nói gì hơn. Có thể nói đi. Thế là đi thường anh lắm hả? Cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô chú anh chị đã đến ủng hộ cho anh em tụi con từ mùng 1 đến mùng 9. Cho lời chân thành nhất và biết ơn của con nhất đối với cô chú anh chị ở đây và đất nước. Có dạng cười hay không? Xin chúc cô chú anh chị dạng sự như ý, dồi dào sức khỏe. Và hôm qua cũng như hôm nay, dạ sớt Hồng Long lại sớt nói tới cái tốt thì nó lanh lắm, còn hồi nãy kêu chia sẻ giờ mới chia sẻ.
cái nghề của em. Kính thưa quý vị, không phải là hết cái mùa Tết này là sân khấu không có diễn nữa, mà chúng tôi chỉ được nghỉ một tuần phía sau thôi, tức là tuần tới chúng tôi được nghỉ thôi, và tuần tới nữa là chúng tôi trở lại diễn vào ngày thứ bảy chủ nhật. Quý vị nhớ giới thiệu tất cả bạn bè đón xem, giúp cho sân khấu. Và cái thứ gì hơn là rất cảm ơn, rất cảm ơn quý khán giả từ thành phố Hồ Chí Minh, đại hội kiến thấu cảo, cũng như là tất cả những gì mà tâm sức của anh em. Xin cảm ơn anh nhiều. Dạ, cái phần mệt á, cái phần mệt thì không sao đâu, anh em lo được. Nhưng cái phần mà ăn uống á thì yên tâm đi, có chủ thương anh giặt lo đồ, anh giặt rồi. Vậy cuối cùng vậy không có lương luôn. Cái phần chính này chưa có lương. Kính thưa quý vị, phải nói là những giây phút này rất là xúc động, bởi vì chúng tôi đã cố gắng đem những cái gì tốt đẹp nhất đến cho tất cả quý vị khán giả. Tuy nhiên, sân khấu Kịch Quốc Thảo chuyển về địa chỉ mới 70-72 Nguyễn Tất Trỗi thì rất là cái thời gian chuyển nó quá là ngắn ngủi đi, thành ra chắc chắn rằng nó sẽ còn nhiều cái điều sơ suất, mong rằng tất cả quý vị khán giả bỏ qua cho. Và chúng tôi xin hứa là sắp tới khi chúng tôi có thời gian chấn chỉnh lại thì tất cả mọi chuyện nó sẽ hoàn hảo hơn, sẽ tốt đẹp hơn. Và nhân đầu năm, tất cả anh em nghệ sĩ sân khấu Kịch Phú Thảo xin được kính chúc tất cả quý vị khán giả một năm mới. Ai đang tận dụng